Thưa quý vị, thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kết thúc năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 8,131 triệu tấn với trị giá đạt gần 4,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tuy nhiên, con số nêu trên thấp hơn ước tính trước đó được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Đó là xuất khẩu gạo cả nước năm 2023 đạt gần 8,3 triệu tấn với trị giá 4,78 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, với tương quan về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu năm 2023 như nêu trên, có nghĩa bình quân giá xuất khẩu gạo của Việt Nam ở mức khoảng 575 đô la Mỹ một tấn. Xét về thị trường, năm 2023, Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,1 triệu tấn, Indonesia nhập khoảng 1,15 triệu tấn, Trung Quốc trên 908.000 tấn, Ghana khoảng 576.000 tấn.